Nè, Shelly, hôm qua khi lãnh đạo kêu chị chăm tưới thêm người mới, nhìn chị có vẻ không nhiệt tình lắm thì phải. Chị đang có điều gì khúc mắc phải không? Ừ. Hiện tại tôi đang phụ trách một số buổi họp nhóm và khối lượng công việc vẫn vừa sức. Nhưng nếu như phải chăm tưới thêm người mới thì tôi sẽ bận bịu hơn. Tôi rất lo lắng, sợ sẽ có nhiều việc phải suy nghĩ và phải hy sinh nhiều hơn. Tôi biết rằng tình trạng này là không đúng, nhưng không biết làm sao để giải quyết vấn đề này. Trước đây tôi cũng từng rơi vào tình trạng này. Chủ yếu là vì chúng ta tham hưởng an nhàn, không quan tâm ý Đức Chúa Trời. Khi khối lượng công việc tăng lên và các vấn đề nảy sinh thì chúng ta không muốn làm. Về sau, nhờ đọc được lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã nhận thức được thêm về bản thân, thái độ của tôi đối với bổn phận cũng đã được cải thiện hơn. Chị kể thêm cho tôi nghe được không? Được chứ. Một ngày vào tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo nói với tôi là có một hội thánh vừa mới thành lập, cần tôi làm người phụ trách ở đó. Anh Eric sẽ thay tôi phụ trách hội thánh mà tôi đang chịu trách nhiệm. Khi nghe lãnh đạo nói như vậy, tôi đã không bằng lòng nhận sự phân công này. Tôi nghĩ hội thánh mới này vừa mới thành lập nên sẽ có nhiều vấn đề. Công tác của họ đang rối bời. Họ đang rất thiếu lãnh đạo và người làm công. Có nhiều công tác họ không làm được, nên tôi phải dạy cho họ hoặc phải đích thân làm. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất phiền phức nếu như mình phụ trách hội thánh đó. Không những phải chịu khổ và hy sinh mà còn chưa chắc sẽ thành công. Không giống như hội thánh hiện tại của tôi, công tác phúc âm đang có kết quả tốt. Những người mới đến lại còn có thể công tác độc lập và có thể san sẻ một số công tác của tôi, nên tôi không gặp nhiều phiền phức. Tôi càng nghĩ càng không muốn tiếp quản hội thánh đó, nên tôi nói với lãnh đạo: việc này còn mới với Edric, nên anh ấy chưa sẵn sàng đảm nhận công tác này. Nếu giờ tôi đi, anh ấy sẽ không thể xử lý được mọi công tác ở đây, và chắc chắn công tác của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng. Tôi có thể ở lại đây được không? Vậy lãnh đạo có đồng ý hay không? Không có. Lãnh đạo nói Edric rất vững vàng trong bổn phận và có thể bồi dưỡng được. Anh ấy đã suy nghĩ kỹ, đánh giá thấu đáo và kết luận rằng tôi đi sẽ tốt hơn. Ờ. Nghe lãnh đạo nói như vậy, tôi biết rằng lãnh đạo đã quyết định rồi, nên tôi đành miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng sau đó, hễ cứ nghĩ về trọng trách ở hội thánh mới mà tôi sắp phụ trách là tôi lại lo lắng và phiền não. Tôi biết mình đang ở trong tình trạng xấu và rất muốn thoái thác bổn phận. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi để tôi tuân phục và trải qua hoàn cảnh này. Ừ. Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Ồ. Trong bổn phận, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, việc không gây mệt mỏi, việc không cần phải dầm mưa dãi nắng. Đây gọi là chọn việc dễ né việc khó, và là biểu hiện của việc tham muốn an nhàn xác thịt. Còn gì nữa? Luôn phàn nàn khi bổn phận của họ hơi khó, hơi vất vả khi nó cần phải trả giá. Bận tâm về cơm áo và hưởng thụ xác thịt. Đây đều là những biểu hiện của việc tham muốn sự an nhàn xác thịt. Khi một người như vậy thấy nhiệm vụ quá khó nhọc hoặc rủi ro, họ gán nó cho người khác. Bản thân họ chỉ làm công việc nhàn hạ, rồi họ viện lý do là tố chất họ kém, không có năng lực công tác, không kham nổi việc này. Trên thực tế, đó là vì họ tham muốn sự an nhàn xác thịt. Cũng có khi, trong bổn phận người ta luôn phàn nàn, không muốn dốc hết sức lực. Hễ rảnh rỗi là họ nghỉ ngơi, tán gẫu hoặc giải trí và tiêu khiển. Và khi công việc nhiều lên, phá vỡ nhịp điệu và nếp sống của họ, thì họ cảm thấy không vui vẻ chút nào và bất mãn. Họ liền cằn nhằn và phàn nàn, trở nên cẩu thả và chiếu lệ khi làm bổn phận của mình. Có phải đây là tham muốn sự an nhàn xác thịt không? Dù công việc của hội thánh bận thế nào hay bổn phận của họ bận ra sao, thói quen và tình trạng bình thường trong cuộc sống của họ cũng không bao giờ bị phá vỡ. Họ không bao giờ bất cẩn với bất kỳ chi tiết nhỏ nào của đời sống xác thịt, và họ kiểm soát chúng một cách hoàn hảo, đặc biệt rất nghiêm khắc và vô cùng nghiêm túc.
Nhưng khi xử lý công việc của nhà Đức Chúa Trời, bất kể vấn đề lớn đến đâu, và ngay cả khi nó có thể liên quan đến sự an toàn của các anh chị em, nhưng họ vẫn xử lý một cách cẩu thả. Thậm chí, đối với sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, hay đối với bổn phận mà họ phải thực hiện, họ hoàn toàn không quan tâm đến và cũng không chịu trách nhiệm. Chẳng phải là thèm muốn những sự an nhàn xác thịt sao? Những người tham muốn sự an nhàn xác thịt có phù hợp để thực hiện bổn phận không? Khi đề cập đến chủ đề thực hiện bổn phận, về việc trả giá và chịu đựng gian khổ, họ chỉ biết lắc đầu mà thôi. Họ sẽ có rất nhiều khó khăn. Họ phàn nàn đủ thứ, họ tiêu cực về mọi việc. Những người như vậy là vô dụng, không đủ tư cách thực hiện bổn phận và phải bị đào thải. Amen. Amen. Đoạn lời này phân tích về loại người tham hưởng an nhàn, không chân thành trong bổn phận. Họ lúc nào cũng chọn việc nhẹ nhàng, tránh việc nặng nề và kén cá chọn canh. Họ luôn kén chọn những bổn phận dễ dàng mà không phải chịu nhiều trách nhiệm. Khi gặp những bổn phận yêu cầu chịu cực khổ và hy sinh, họ viện đủ mọi lý do để cự tuyệt và thoái thác. Đức Chúa Trời phán người như vậy không xứng đáng làm bổn phận và Ngài khinh ghét họ. Phải đó. Sau khi suy ngẫm lời Ngài, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Khi lãnh đạo phân công tôi tới phụ trách hội thánh mới, trong lòng tôi đã cực lực phản đối. Biết rằng ở hội thánh đó, bởi vì công tác vừa mới được triển khai, kết quả đạt được không tốt, lại còn thiếu lãnh đạo và người làm công. Nếu muốn làm tốt công tác ở đó, thì tôi phải chịu khổ nhiều và tốn nhiều công sức. Còn với hội thánh mà tôi đang phụ trách, không những công tác phúc âm có kết quả tốt, mà còn có lãnh đạo và người làm công giỏi, nên việc phân công công tác là một nhiệm vụ rất dễ dàng. So sánh thiệt hơn, tôi muốn ở lại hội thánh mình đang phụ trách hơn là đảm nhận hội thánh mới này. Lúc lãnh đạo thông công với tôi còn diễn cớ để thoái thác. Nói rằng Eric có tố chất bình thường và chưa thể xử lý công tác một mình ngay được. Nên nếu tôi đi, thì công tác của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn bề ngoài, nghe lời tôi nói thì có vẻ như tôi gánh vác trọng trách và lo lắng cho hội thánh. Nhưng thực tế, tôi đang viện lý do để khỏi phụ trách hội thánh mới và thoái thác trách nhiệm. Tôi nuông chiều xác thịt, không muốn chịu cực và hy sinh. Thật ra tôi chỉ quan tâm đến xác thịt của mình, chọn việc gì dễ làm và an nhàn nhất. Trong bổn phận, tôi kén chọn và câu nệ, quỷ quyệt xảo trá với Đức Chúa Trời và không muốn gánh vác trách nhiệm. Tôi thực sự lấu cá và ranh mảnh, không khác gì một kẻ chẳng tin. Nhớ lại, hội thánh đã bồi dưỡng tôi nhiều năm. Nhưng khi hội thánh mới gặp nhiều vấn đề và khó khăn, cần tôi giúp đỡ và gánh vác trọng trách. Nếu tôi nuông chiều xác thịt và không thực hiện công tác, thì công tác của hội thánh nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Người mới sẽ không được bồi dưỡng và công tác phúc âm sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Đúng vậy. Có thể Edric không có tố chất và không đạt hiệu quả công tác tốt nhất, không thể một mình đảm đương công tác ngay được. Nhưng mà tình hình ở hội thánh cũ của tôi tương đối ổn định hơn, và Edric đã quen thuộc ở đó. Nếu tôi phối hợp với anh ấy khi cần thiết, thì công tác hội thánh chắc hẳn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nói tóm lại thì, khi lãnh đạo giao tôi phụ trách hội thánh mới, anh ấy đã quyết định đúng. Ừ. Nếu như tôi vẫn cứ nuông chiều xác thịt và không bảo vệ công tác của hội thánh, sẽ khiến Đức Chúa Trời khinh ghét và không xứng với lòng tin của Ngài. Hiểu ra được điều này, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Lạy Đức Chúa Trời, con bằng lòng quy phục hoàn cảnh này. Lãnh đạo đã giao cho con phụ trách hội thánh mới này, con nguyện bằng lòng hợp tác và sẽ tận tâm với bổn phận này. Con không thể sống ích kỷ và hèn hạ như vậy nữa. Ừ. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Hãy để tôi đọc cho. Dạ chị. Đoạn này nè chị. Được. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm và các loại công việc khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, tất cả đều cần con người làm, đều được coi là bổn phận của con người. Dù người ta có làm công việc gì, thì đây cũng là bổn phận mà họ nên làm.
Bổn phận bao hàm một phạm vi rất rộng và liên quan đến nhiều lĩnh vực. Nhưng dù ngươi thực hiện bổn phận gì đi nữa, thì nói thẳng ra, đó đều là nghĩa vụ của ngươi, đó là điều ngươi nên làm. Chỉ cần ngươi nỗ lực làm tròn việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi ngươi và sẽ ghi nhận ngươi là người thật sự tin Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi là ai, nếu ngươi luôn cố ý trốn tránh bổn phận hoặc tránh né bổn phận, thì đó là một vấn đề. Nói một cách nhẹ nhàng, ngươi quá lười biếng, quá giả dối, yêu thích sự nhàn hạ và chán ghét lao động. Nói một cách nghiêm túc, ngươi không hề sẵn lòng thực hiện bổn phận, không tận tụy, không vâng phục. Nếu ngươi thậm chí không thể nỗ lực cho nhiệm vụ nhỏ này, thì ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể làm đúng những gì? Nếu một người thực sự tận tâm và có trách nhiệm đối với bổn phận của mình, thì miễn sao Đức Chúa Trời yêu cầu và miễn sao nhà Đức Chúa Trời cần, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì mà không hề kén chọn. Chẳng phải một trong những nguyên tắc thực hiện bổn phận của một người là sẽ đảm nhận và hoàn thành bất cứ điều gì mà người đó có thể làm và phải làm hay sao? Amen. Lời Đức Chúa Trời phán rõ kiểu thái độ mà mọi người nên có đối với bổn phận của mình. Phải đó. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng bất kể hội thánh giao tôi bổn phận gì, bất kể mức độ công tác là dễ hay khó, thì đó cũng là nhiệm vụ của tôi, trách nhiệm của tôi, và tôi phải tuân phục. Tôi nên dốc hết sức đảm nhận bổn phận và làm việc chăm chỉ để đạt kết quả tốt. Đây là lương tâm và lý trí mà tôi nên có. Chính xác. Nghĩ tới việc lãnh đạo giao cho tôi phụ trách hội thánh mới, mặc dù công tác ở đó vốn không tốt và kém về mọi mặt, có rất nhiều khó khăn, nhưng mà tôi cũng không được nuông chiều xác thịt và kén cá chọn canh như vậy. Tôi phải cậy dựa Đức Chúa Trời để làm mọi việc, thực hiện công tác hội thánh kịp tiến độ và dốc sức làm bổn phận. Đó là việc mà tôi phải làm. Ừ. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu nhân sự hội thánh đó và hiện trạng công tác, thông công và nguyên tắc, và bắt đầu bồi dưỡng họ. Từ đó, tôi phát hiện công tác phúc âm bị ảnh hưởng là do nhân viên chăm tưới chểnh mảng theo dõi công tác. Những người đang tìm hiểu công tác mới của Đức Chúa Trời có quan niệm tôn giáo, nhưng không được họ thông công và hóa giải, họ cũng không theo dõi rốt ráo một số mặt trong công tác. Nên tôi đã tổng kết cũng như thông công về những sai lầm và thiếu sót của họ, tỉa sửa và xử lý ai cần được xử lý và hỗ trợ người nào cần, đến khi giải quyết được mọi vấn đề của họ. Ừ. Dần dà thì các anh chị em khi thực hiện bổn phận bắt đầu tiến bộ đáng kể, và công tác hội thánh cũng bắt đầu có khởi sắc. Làm việc theo cách này, tôi cảm thấy rất tự tin và hết sức thoải mái. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Bất kể thực hiện bổn phận gì, nếu chúng ta quy phục và cố gắng hợp tác, thì chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt. Không sai. Tôi cứ tưởng sau khi trải qua những điều đó, tôi đã đạt được một số thay đổi. Nhưng thật không ngờ, không lâu sau, một sự việc khác xảy ra đã phơi bày tôi lần nữa. Ồ. Gần cuối tháng 9, lãnh đạo thông báo anh ấy định phân công tôi phụ trách thêm một hội thánh mới. Nghe nói vậy, tôi đã suýt nữa mất bình tĩnh. Hội thánh đó so với hội thánh mà tôi đang phụ trách còn khó phụ trách hơn. Lãnh đạo và người làm công vốn đã thiếu, mà những người đang có toàn là người mới. Để công tác ở hội thánh này tiến triển tốt, thì mình phải chịu nhiều vất vả, còn phải hao tâm tổn trí lắm. Tôi thực sự không muốn nhận bổn phận này. Tôi không chịu được, bèn nói với lãnh đạo, tại sao tôi luôn phải phụ trách những hội thánh mới này chứ? Hội thánh mà tôi đang phụ trách vừa mới bắt đầu khởi sắc, anh có thể đừng giao cho tôi mà giao cho các anh chị em khác phụ trách được không? Vừa mới thốt ra như vậy, tôi chợt nhận ra mình lại đang thoái thác bổn phận. Tôi vẫn nuông chiều xác thịt, không muốn hy sinh và chịu khổ. Rồi tôi tự nhủ trong lòng mình rằng hoàn cảnh này chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy dù không hiểu, mình nên quy phục trước đã. Khi vừa cúp máy xong, tôi thấy vô cùng đau lòng. Tại sao mỗi lần được phân công làm bổn phận, thay vì quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời cũng như phải quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, thì tôi lại chỉ nghĩ làm sao để có thể sống an nhàn. Càng phản tỉnh,
tôi càng cảm thấy tệ hơn. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời xin Ngài khai sáng dẫn dắt tôi phản tỉnh và hiểu bản thân. Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Ngài khiến tôi thấy vô cùng xúc động. Ồ. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Satan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Satan ở trong con người. Vậy độc tố của Satan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi, người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì? Thì người ta sẽ trả lời, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và logic của Satan đã trở thành cuộc sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng chỉ vì bản thân họ, và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đây là triết lý sống của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại. Chân dung thật của bản tính Satan của nhân loại bại hoại. Và bản tính Satan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong hàng ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Satan mãi cho đến tận ngày nay. Phương châm của họ là cuộc sống chỉ xoay quanh ăn với mặc. Đời người ngắn lắm, cứ vui hưởng đi. Và hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu. Họ tận hưởng mỗi ngày trôi qua. Họ vui vẻ nhất có thể. Và họ không nghĩ gì đến tương lai. Càng không cân nhắc những trách nhiệm mà một lãnh đạo phải hoàn thành và những bổn phận họ phải thực hiện. Họ nói như vẹt một vài câu từ giáo lý và làm một vài công việc bề ngoài như một điều hiển nhiên, chứ họ không làm bất kỳ công việc thực tế nào. Họ không cố gắng đi sâu vào các vấn đề thực tế trong hội thánh để giải quyết chúng triệt để. Làm việc hời hợt như vậy thì có ích gì? Chẳng phải đây là giả dối sao? Có thể giao những trách nhiệm trọng đại cho loại lãnh đạo giả này không? Họ có phù hợp với các nguyên tắc và điều kiện của nhà Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn lãnh đạo và người làm công không? Những người này không có chút lương tâm hay lý trí nào. Họ không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào. Và ấy thế mà họ vẫn mong muốn làm quan chức trong tư cách lãnh đạo hội thánh. Tại sao họ lại vô liêm sỉ như vậy? Một số người có ý thức trách nhiệm mà có tố chất kém thì không thể là lãnh đạo. Huống chi những kẻ rác rưởi không hề có ý thức trách nhiệm, bọn họ càng không đủ tư cách để làm lãnh đạo. Amen. Amen. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng lý do mỗi lần được điều chỉnh bổn phận, tôi lại phản ứng mạnh như vậy và không bằng lòng chịu cực khổ hay chịu gánh vác. Chủ yếu là bởi vì bản thân tôi đã quá lười nhác và tham hưởng an nhàn xác thịt. Từ nhỏ thì tôi đã bị ảnh hưởng và bị nhồi nhét bởi những triết lý Satan. Chẳng hạn như người không vì mình trời tru đất diệt. Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu.
Dần dà thì chúng trở thành những triết lý sống mà tôi theo đuổi. Nhân sinh quan và giá trị quan của tôi cũng dần trở nên méo mó và lệch lạc. Tôi nghĩ khi đang còn sống thì cứ nên tận hưởng xác thịt, hà cớ gì phải dắt kiệt sức mình. Ta nên đối tốt với bản thân, hào phóng với bản thân mình. Nhớ lại, trước khi tin Đức Chúa Trời, trong lúc làm bổn phận, tôi hài lòng với việc làm theo quy trình và hoàn thành nhiệm vụ, không làm nhiều hơn những gì được giao. Vào những lúc chúng tôi phải làm việc tăng ca, tôi thấy quá áp lực và mệt mỏi nên cứ đòi nghỉ phép. Sau khi có đức tin, tôi vẫn mưu cầu những quan điểm như vậy. Lúc nào tôi cũng tránh việc chịu cực khổ và hy sinh, muốn bổn phận phải thật thoải mái và nhàn hạ, không bao giờ xảy ra vấn đề gì. Vì vậy khi lãnh đạo phân công tôi phụ trách hai hội thánh này, thấy họ đang ngổn ngang vấn đề, đòi hỏi phải chịu nhiều cực khổ cũng như hy sinh, nên tôi không muốn làm và cố thoái thác bổn phận. Nhưng thực ra tôi biết rằng tôi công tác cũng đã lâu và có nhiều kinh nghiệm, cho nên tôi phải phụ trách những hội thánh khó hơn. Chỉ là tôi không muốn từ bỏ xác thịt và gánh vác trọng trách. Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi, ban cho tôi cơ hội để thực hành phụ trách hội thánh. Vì vậy tôi nên gánh vác trách nhiệm để đền đáp tình yêu của Ngài. Nhưng tôi đã không thực hiện tốt bổn phận, luôn tham hưởng an nhàn xác thịt và luôn lười biếng. Thực sự tôi đã sống theo những quan niệm Satan này, ích kỷ hèn hạ, không có chút nhân cách hay tôn nghiêm nào. Đúng lắm. Trước kia tôi từng sống theo những triết lý này và nghĩ sống như vậy là khôn ngoan. Nhưng thông qua sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời, tôi mới thấy những triết lý đó độc hại thế nào. Chúng khiến chúng ta ham muốn những khoái lạc của xác thịt, không thực hiện được bổn phận và phung phí thời gian. Phải đó. Hiểu ra điều này, tôi cảm thấy rất nguy hiểm nếu cứ tiếp diễn như vậy. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời bằng lòng thay đổi thái độ với bổn phận của mình. Rồi tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Trên thực tế, mọi bổn phận đều liên quan đến sự gian khó nào đó. Lao động thể chất liên quan đến gian khó về thể chất, và lao động trí óc liên quan đến gian khó về trí óc. Mỗi loại đều có những khó khăn của nó. Chuyện gì cũng vậy, nói dễ hơn làm. Khi người ta thật sự hành động, một mặt ngươi phải nhìn vào tính cách của họ, và ở mặt khác, ngươi phải nhìn vào việc liệu họ có yêu lẽ thật không. Trước tiên, chúng ta nói về tính cách của con người. Nếu một người có tính cách tốt, họ nhìn thấy mặt tích cực của mọi thứ, họ đón nhận các sự việc, có thể chấp nhận và thấu hiểu những điều này từ góc độ tích cực và trên cơ sở của lẽ thật. Nghĩa là tấm lòng, tính cách và tinh thần của họ là công chính. Đây là từ góc độ tính cách. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về một khía cạnh khác. Việc một người có yêu lẽ thật hay không. Yêu lẽ thật ám chỉ việc có thể tiếp nhận lẽ thật. Nghĩa là nếu bất kể ngươi có thấu hiểu lời Đức Chúa Trời hay không, và có hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời hay không, bất kể quan điểm, ý kiến và quan niệm của ngươi về công việc, bổn phận ngươi phải thực hiện, có phù hợp với lẽ thật hay không, ngươi vẫn có thể chấp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Vâng phục và chân thành, thì như vậy là đủ. Điều này cho ngươi đủ tư cách để thực hiện bổn phận của mình. Đó là yêu cầu tối thiểu. Nếu ngươi vâng phục và chân thành, thì khi thực hiện một nhiệm vụ, ngươi không cầu thả và chiếu lệ, không tìm cách để chây ì, mà dồn hết tâm sức mình vào đó. Việc có trạng thái sai trái bên trong sẽ tạo ra sự tiêu cực, khiến mọi người mất động lực, và vì vậy họ trở nên bất cần, cầu thả. Họ biết rất rõ trong lòng rằng trạng thái của họ là không đúng, và ấy thế mà vẫn không cố gắng sửa chữa điều này bằng cách tìm kiếm lẽ thật. Những người như thế không có tình yêu đối với lẽ thật.
và chỉ hơi sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Họ không muốn thực hiện bất kỳ nỗ lực nào hoặc chịu đựng gian khổ và luôn luôn tìm cách để chây ý. Thật ra, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy hết tất cả những điều này. Vậy tại sao Ngài không để ý đến những người này? Đức Chúa Trời chỉ chờ những người được Ngài chọn thức tỉnh và xác định họ thực sự là người như thế nào, chờ họ phơi bày và loại bỏ những người đó. Tuy nhiên, những người như vậy vẫn thầm nghĩ: hãy nhìn xem tôi mới thông minh làm sao. Chúng ta ăn cùng một loại thức ăn, nhưng sau khi làm việc thì các người hoàn toàn kiệt sức. Tôi không hề mệt. Tôi là người thông minh. Bất cứ ai làm công việc thực sự đều là kẻ ngốc. Họ có đúng khi nhìn những người trung thực theo cách này không? Không. Trên thực tế, những người làm công việc thực sự khi thực hiện bổn phận của mình đang thực hành lẽ thật và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Và vì vậy, họ là những người thông minh nhất. Điều gì làm cho họ thông minh? Họ nói: tôi không làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời không bảo tôi làm, và tôi làm tất cả những gì Ngài bảo tôi. Tôi làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu, và tôi đặt tâm huyết của mình vào đó. Tôi dành mọi thứ có thể cho nó. Tôi không hề chơi chiêu trò gì cả. Tôi không làm điều này cho bất kỳ người nào. Tôi đang làm điều này cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất yêu thương tôi. Tôi nên làm điều này để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đây là tâm thái đúng đắn, và kết quả là khi đến thời điểm hội thánh được làm tinh sạch, những người láu cá khi thực hiện bổn phận của mình sẽ đều bị bỏ ra, trong khi những người trung thực và chấp nhận sự khảo sát của Đức Chúa Trời thì sẽ được giữ lại. Trạng thái của những người trung thực này càng ngày càng tốt hơn, và họ được Đức Chúa Trời bảo vệ trong tất cả những gì xảy đến với họ. Và điều gì giúp họ có được sự bảo vệ này? Bởi vì trong lòng mình, họ trung thực. Họ không sợ gian nan hay kiệt sức khi thực hiện bổn phận của mình, và không kén chọn bất cứ điều gì họ được giao phó. Họ không hỏi tại sao. Họ chỉ làm theo những gì họ được bảo. Họ vâng phục mà không cần xem xét hay phân tích, hay cân nhắc bất cứ điều gì khác. Họ không có động cơ ngầm nào, mà lại có khả năng vâng phục trong mọi việc. Trạng thái nội tâm của họ luôn rất bình thường. Khi đối mặt với nguy hiểm, Đức Chúa Trời bảo vệ họ. Khi bệnh tật hoặc dịch bệnh xảy đến với họ, Đức Chúa Trời cũng bảo vệ họ. Họ được ban phước dồi dào. Amen. Amen. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng những ai có lương tâm và nhân phẩm tốt sẽ có thái độ chân thành với bổn phận. Khi gặp phải những vấn đề trong bổn phận, họ chịu cực khổ hy sinh và cố gắng cải thiện, làm hết sức để trong mọi việc đạt được kết quả tốt. Người như vậy khi làm bổn phận sẽ được Đức Chúa Trời dẫn dắt, tình trạng của họ sẽ cải thiện. Chính xác lắm. Còn những ai không có lương tâm và lý trí, trong bổn phận khi gặp vấn đề hoặc chút áp lực nhỏ cũng kêu ca và than khổ, chỉ quan tâm đến lợi ích xác thịt bản thân, không thật tâm phối hợp, nghĩ mình làm vậy là thông minh. Người như vậy bị Đức Chúa Trời khinh ghét, cuối cùng sẽ bị Ngài phơi bày và đào thải. Phải đó. Thử nghĩ xem, chẳng phải tôi cũng nghĩ mình khôn ngoan hệt như vậy sao? Nhìn bề ngoài, có vẻ là tôi đã lừa được lãnh đạo. Không phụ trách hội thánh mới thì có nghĩa tôi khỏi phải chịu khổ. Lãnh đạo không biết tôi đang nghĩ gì trong đầu và không phản bác được tôi. Nhưng Đức Chúa Trời dò xét mọi suy nghĩ của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời thấy tôi luôn gian xảo trong bổn phận và tham hưởng an nhàn, cũng không bảo vệ công tác của hội thánh, thì Ngài sẽ khinh ghét tôi. Nếu tôi tiếp tục không ăn năn, tôi sẽ bị Ngài từ bỏ và đào thải hoàn toàn. Nhớ tới một số người đã bị hội thánh thanh trừ trước kia. Trong bổn phận, họ luôn gian manh, xảo trá, ứng phó tùy tiện. Cuối cùng, họ đã bị đuổi khỏi hàng ngũ những người có bổn phận. Họ chính là nạn nhân của việc tự cho mình là khôn ngoan. Chính xác.
Khi mọi người tham hưởng an nhàn và không hy sinh khi thực hiện bổn phận, họ không những trì hoãn công tác hội thánh mà còn làm hại chính bản thân mình. Phải đó. Phản tỉnh toàn bộ chuyện này, tôi cảm thấy có chút sợ hãi, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời sẵn sàng sửa đổi thái độ đối với bổn phận, trở thành người biết gánh vác trách nhiệm và thực hiện tốt bổn phận. Ừ. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Ồ. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Sau khi tiếp nhận những gì được Đức Chúa Trời giao phó cho mình, Noe bắt tay vào thực hiện và hoàn thành việc đóng tàu. Như thể đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của ông, không chút ý nghĩ chần chừ. Ngày trôi qua, năm trôi qua, thời gian trôi đi, năm này qua năm khác. Đức Chúa Trời không hề đặt bất kỳ áp lực nào lên Noe. Nhưng xuyên suốt thời gian này, Noe kiên trì với nhiệm vụ quan trọng mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông. Mỗi lời và sự biểu đạt mà Đức Chúa Trời đã phán ra đều được ghi khắc vào tim Noe như những lời được khắc trên một tấm bia đá. Không quan tâm đến những thay đổi ở thế giới bên ngoài, đến sự chế giễu của những người xung quanh ông, đến những gian khổ liên quan, hoặc đến những khó khăn mà ông đã gặp phải. Ông đã kiên trì xuyên suốt với những gì đã được Đức Chúa Trời giao phó cho ông, không bao giờ tuyệt vọng hay nghĩ đến việc bỏ cuộc. Lời Đức Chúa Trời đã được ghi khắc vào lòng Noe, và chúng đã trở thành thực tế hàng ngày của ông. Noe đã định vị và cất trữ mỗi một vật liệu cần thiết cho việc đóng tàu, và hình dạng cũng như những đặc điểm kỹ thuật của con tàu do Đức Chúa Trời lệnh cho đã dần thành hình với từng nhát búa và đục cẩn thận của Noe. Dù mưa hay gió, và bất kể người ta có chế nhạo hay phỉ báng ông ra sao, cuộc sống của Noe vẫn tiếp diễn theo cách này, năm này qua năm khác. Đức Chúa Trời đã bí mật dõi theo mọi hành động của Noe, không bao giờ phán ra lời nào khác với ông, và lòng Ngài cảm động vì Noe. Tuy nhiên, Noe không hay biết hay cảm nhận được điều này. Từ đầu đến cuối, ông chỉ việc đóng tàu và tập hợp mọi loại sinh vật sống với lòng trung thành kiên định với lời Đức Chúa Trời. Trong lòng Noe, không có lời chỉ dẫn nào cao hơn mà ông phải làm theo và thực hiện. Lời Đức Chúa Trời là phương hướng và mục tiêu suốt đời ông. Vì vậy, bất kể Đức Chúa Trời phán gì với ông, bất kể Đức Chúa Trời bảo ông làm gì, ra lệnh cho ông làm gì, Noe không những không quên. Ông không những khắc ghi điều đó trong tâm trí mình, mà còn biến nó thành thực tế trong đời sống của riêng mình, dùng mạng sống của mình để tiếp nhận và thực hiện sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Và theo cách này, từng miếng ván một, con tàu được đóng lên. Mọi động thái của Noe, mỗi ngày của ông đều dành riêng cho những lời và điều răn của Đức Chúa Trời. Có thể có vẻ như không phải là Noe đang thực hiện một công việc trọng đại, nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời, tất cả những gì ông đã làm, thậm chí từng bước ông thực hiện để đạt được điều gì đó, mọi công sức do chính tay ông thực hiện, tất cả đều quý giá và đáng tưởng nhớ, và đáng để nhân loại này tích cực noi gương. Noe đã tuân theo những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông. Ông đã kiên định với niềm tin của mình rằng mọi lời Đức Chúa Trời phán đều là thật. Về việc này, ông đã không nghi ngờ gì. Và kết quả là con tàu đã được hoàn thành và mọi loại sinh vật sống đều có thể sống trên đó. Amen. Amen. Chúng ta nên noi gương thái độ của Noe với nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó. Phải đó. Câu chuyện của Noe khiến tôi rất xúc động. Ừ. Sau khi nhận nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó, Noe không hề quan tâm tới lợi ích xác thịt bản thân,
mà chỉ nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ ngài giao. Ông đã gạt bỏ mọi thứ trong cuộc sống. Và dù đóng con thuyền lớn là một công trình đồ sộ với nhiều khó khăn, nhưng mà Noe vẫn cứ liên tục đóng từng tấm gián một, dù mưa hay nắng trong suốt 120 năm, ông không bao giờ than phiền. Hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó và cuối cùng được ngài chấp thuận. Đúng vậy. Đối chiếu thái độ của tôi đối với nhiệm vụ của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất hổ thẹn và tự trách. Sự cực khổ mà tôi đã trải qua thật sự chưa bằng 1/10.000 so với Noe. Trong bổn phận mới có chút khó khăn và chút áp lực mà tôi đã than phiền và muốn thoái thác công việc. Tôi không có lòng trung thành hay chứng ngôn qua việc thực hành lẽ thật. Tôi mắc nợ Đức Chúa Trời và cảm thấy rất hối hận. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời và ăn năn. Tôi muốn ngừng tham hưởng việc an nhàn xác thịt và noi gương của Noe để thực hiện tốt bổn phận. Dù có gặp phải vấn đề và khó khăn trong bổn phận, thì tôi cũng nên hy sinh và chịu đựng gian khổ để thực hiện bổn phận và làm an lòng Đức Chúa Trời. Amen. Sau đó, tôi tìm gặp lãnh đạo và nói, tôi sẵn sàng phụ trách hội thánh mới. Sau này, dù anh muốn tôi đi đâu đi chăng nữa, tôi cũng tuân phục sự an bài của hội thánh. Sau khi nói vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, lúc đó lãnh đạo đã phân công chị Sasha làm người phụ trách hội thánh đó, thay vì cử tôi đi như ban đầu. Nhưng không lâu sau đó, tôi nghe nói chị Sasha đang có vấn đề về tiến độ ở hội thánh đó và không thể phụ trách ở đó nữa. Như vậy nghĩa là lãnh đạo có thể muốn tôi tới đó làm thay chị ấy. Ngay khi nghĩ về những vấn đề và khó khăn ở hội thánh đó, thì tôi lập tức cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra mình lại đang nuông chiều xác thịt và không muốn chịu khổ. Nên tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn lúc nào cũng quan tâm tư lợi khi gặp chuyện. Xin Ngài dẫn dắt con để con có thể tuân phục. Amen. Và rồi sau đó, tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời. Nếu một người thật sự tận tâm và có trách nhiệm đối với bổn phận, thì miễn sao Đức Chúa Trời yêu cầu và miễn sao nhà Ngài cần, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì mà không kén chọn. Chẳng phải một trong những nguyên tắc làm bổn phận của một người là sẽ đảm nhận và hoàn thành bất cứ điều gì mà người đó có thể làm và phải làm hay sao? Lời Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra, dù được phân công vị trí nào, thì những người trung thành với Đức Chúa Trời cũng sẽ dốc hết sức lực để làm bổn phận và hoàn thành trách nhiệm trong khả năng có thể của mình. Vậy mới là người bảo vệ công tác của hội thánh. Đúng lắm. Hoàn cảnh ngày hôm nay xảy ra đối với tôi là vì nhu cầu của công tác hội thánh, tôi không được quan tâm tới lợi ích xác thịt bản thân và tham hưởng an nhàn. Dù có được phân công làm người phụ trách hay không, thì tôi vẫn bằng lòng quy phục. Sau đó, lãnh đạo kêu tôi tiếp quản hội thánh đó. Và lúc đó, tôi đã thực sự tiếp nhận một cách bình thản. Khi tiếp quản hội thánh đó, tôi đã làm việc rất tỉ mỉ. Thông qua việc kiểm tra và theo dõi, tôi đã phát hiện và giải quyết được vài vấn đề. Bề ngoài thì sự phân công này có vẻ như khiến tôi phải tốn nhiều công sức, nhưng nó đã bảo vệ và cho tôi thêm động lực. Hội thánh mà tôi từng phụ trách dần dà đã ổn định hơn, công tác đạt nhiều kết quả tốt, nên tôi bất giác càng ngày càng trở nên tự mãn và bắt đầu rơi vào lề thói quen thuộc. Tôi ngày càng trở nên lười biếng và dần thụ động. Giờ đây, hội thánh mà tôi mới phụ trách xảy ra nhiều vấn đề hơn, nhưng điều đó cho tôi thêm động lực cầu nguyện, cậy dựa Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Tôi cảm thấy gần gũi Đức Chúa Trời hơn và cũng học được rất nhiều điều. Tạ ơn Đức Chúa Trời, mối thông công của chị đã giúp tôi thấy được một con đường thực hành.